Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 266. Từ bên ngoài tường hậu viện, truyền đến tiếng động lớn, tiếng ồn ào và tiếng binh khí va chạm. Giống như giọt nước rơi vào chảo dầu, yên tĩnh trong đan phường cũng vang lên tiếng người và tiếng bước chân. Sắc mặt của quý anh anh biến sắc, không lẽ là thịnh phong trạch đã tới nàng dùng sức đẩy dương tĩnh uyên một cái các người mau đi ngay lập tức sẽ có người đến các binh lính ngoài viện phát hiện có người đêm khuya xông vào đan phường ở hậu viện triệu gia tiếng động khiến đám hộ vệ của triệu gia đã chuẩn bị sẵn sàng nhen nhóm cây đuốc lợi dụng lúc này chưa ai phát hiện các ngươi đi nhanh đi quý anh anh lo lắng nói anh anh dương tĩnh uyên gọi nàng một tiếng tham lam nhìn nàng Ta sẽ đợi ngươi, ngươi đợi ta." Dương Tĩnh Uyên vội nói, xoay người cùng Như Thất Nương chạy ra cửa. Quý anh anh không thể nhịn được, đi theo bọn họ về phía cửa. Dây chuyền dưới chân kéo căng, khiến nàng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Nàng từ cửa nhìn ra ngoài, phía ao nước, một mảng sáng đỏ rực, họ không thể quay lại con đường cũ được nữa. Lên nóc nhà, Dương Tĩnh Uyên quay đầu nhìn Quý anh anh quyết tâm kéo tay nghiêu thất nương nhảy lên nóc phòng. Nam chiếu thiếu mưa, nhà nhà đều có mái bằng, ánh trăng sáng quá, khó có thể ẩn giấu người. Khi ngồi xe bò tiến vào phố cẩm nghiệp, quý anh anh chú ý thấy đầu phố có thủ binh. Phòng phố, dường tĩnh huyên và Nhiêu thất nương có chạy cũng không thoát. Dù hai người họ có trốn ra khỏi phố cẩm nghiệp, cửa thành đã đóng, còn có một người không biết võ nghệ là tang thập tứ sớm muộn gì cũng sẽ bị người nam chiếu bắt có cách nào để thu hút sự chú ý của những người đó đi chỗ khác không quý anh anh kéo dây chuyền dưới chân chạy tới giường kéo rơi màn đặt dưới ngọn đèn lửa rất nhanh bén theo màn nàng dùng sức ném lên đan máy đan máy bằng tre gỗ rất nhanh bị cháy nàng hủy chăn mền đốt các loại vải vóc có thể cháy ném vào cửa phòng gió lạnh thổi vào phòng lửa mượn gió bùng lên dần dần lan lên cây cột, hướng tới xà nhà. Quý anh anh đổ một bình trà nước lên váy, bịt miệng mũi, lui về góc tường. Bên kia đan gian đang cháy. Đàn tơ phường sợ nhất là lửa, tiếng kêu la vang lên, đám hộ vệ triệu gia bị khói lửa từ hậu viện thu hút sự chú ý, không phát hiện Dương Tĩnh Nguyên và Nhiêu Thất Nương thoát ra từ nóc nhà. Quay đầu lại thấy giận dữ, trong lòng Dương Tĩnh Nguyên lo lắng, không còn để ý tới Nhiêu Thất Nương. Ngươi về khách sạn trước. Không đợi nhiêu thất nương giữ hắn lại, hắn như con ưng bay về phía triệu gia. Ngọn lửa này cũng cứu thịnh phong trạch và xích hổ. Kế hoạch giết thịnh phong trạch bằng lý do thích khách hoặc bóng đêm không rõ đã thất bại vì ngọn lửa này. Thịnh phong trạch lạnh lùng nhìn các tướng lĩnh mang binh vây đánh mình, bước về hướng cửa sau triệu gia. Nếu không đến sớm tối nay sẽ không hiểu được thanh bình đại nhân đã làm người ta vây quanh triệu gia dự định phóng hỏa thiêu chết chủ đan hoán hoa cẩm của nước mình. Vương gia, hiểu lầm rồi. Rõ ràng không phải Thanh Bình đại nhân phóng hỏa, lúc này không thể chối cãi, đã kinh động đến thủ vệ phố cầm nghiệp. Nạo vương tước, thịnh phong trạch cũng là thân huynh đệ của quốc chủ. Các tướng lĩnh dẫn binh đều đã tê dần, không biết kết cục của mình sẽ ra sao. Nghe tiếng binh lính áo giáp và vó ngựa chạy vào phố, thịnh phong trạch cười khẩy nói. Muốn giết ta, cứ việc bắn tên vào lưng ta. Nói xong, hắn tiến lên một bước, đá mở cửa sau triệu gia. Xích hồ cầm đao đứng quay lưng về phía hắn, chủ tử để lộ lưng, hắn cẩn thận đề phòng. Thấy thịnh phong trạch vào triệu gia, những binh lính này không dám động thủ nữa, lúc này mới xoay người đi theo. Người triệu gia đang bận rộn lấy nước dập tắt lửa, ngọn lửa trong đan gian đã lan lên nóc nhà, khói dày đặc nổi lên bốn phía triệu tu duyên đứng bên ngoài dậm chân hô lớn ai cứu được người sẽ được trọng thưởng anh anh ngươi chờ ta sẽ tìm người tới cứu ngươi trong lúc hỗn loạn dương tĩnh uyên nhảy từ nóc nhà xuống lao vào cửa đang bùng cháy triệu tu duyên không nhận ra hắn vui mừng hô to cứu được người sẽ được trọng thưởng bên ngoài nhìn thấy lửa dữ bên trong trống trải không cháy dữ dội như tưởng tượng dương tĩnh uyên thấy quý anh anh co do trong góc vui mừng chạy tới. Người quay lại làm gì? Thấy hắn quay lại, quý anh anh tức giận đến mức trước mắt tối sầm. Người quay lại làm gì? Ta đâu có mốc, sao lại để mình chết cháy? Người đi đi, ta sẽ dẫn người đi. Dương tĩnh uyên vội nói, khom lưng ôm nàng rồi chạy đi. Dưới chân xích sắt kêu leng keng, quý anh anh dẫy rụa mắng lớn. Người ngốc à, ta đi được sao? Dương tĩnh uyên ngẩn ra, ôm nàng ngồi xuống. Không sao ta sẽ giúp ngươi, sống hay chết, ta đều ở bên ngươi. Ai cần ngươi ở bên, ta không chết được, phòng này rộng lớn, lửa đốt từ nãy giờ mà phòng sau vẫn chưa cháy. Một lát nữa lửa sẽ tắt, tam lang, ngươi đi đi. Quý anh anh dãy rủa, hít một hơi khói, ho sặc sủa. Dương tĩnh uyên vuốt chiếc váy ướt sũng, che miệng mũi nàng. Ta yên tâm rồi, đồ ngốc. Quý anh anh tức giận mắng một tiếng, rồi bỗng dưng bình tĩnh. Sống hay chết, nàng ở bên hắn là được. Nàng ôm lấy eo hắn, nước mắt chảy dài, nhìn mái nhà trước mặt cháy rụi, rung rinh. Dương tính huyên cười. Lần đầu tiên ở Trúc Lâm tự ngươi ôm nhầm ta. Ta đã nghĩ, nếu mẹ cả bắt ta lấy vợ, sao không cưới một tiểu nương tử giống như ngươi? Hắn cúi đầu hôn lên chán nàng, cuối cùng cũng được như nguyện. Xả ngang kêu răng rắc, bị đốt đứt một đoạn, chắn ngang cửa. Khiến người ngoài nhìn vào tường lửa càng dữ dội hơn. Đi cứu người đi. Triệu Tu Duyên ở trong sân kêu lên thảm thiết. Thịnh Phong Trạch bước tới, nếu lấy Triệu Tu Duyên, chỉ hỏi một câu. Quý anh anh ở trong đó. Triệu Tu Duyên mờ mịt ngược đầu, Thịnh Phong Trạch liền ném hắn xuống, chạy vào trong nhà. Chủ tử, ngài không thể vào. Xích hồ hoàng sợ ôm lấy eo Thịnh Phong Trạch. Vương gia vương gia. Triệu Tu Duyên run rẩy lấy từ túi ra cái chìa khóa, cao giọng hô. Chìa khóa, chìa khóa xiềng xích. Hắn không muốn để quý anh anh chết, hắn không nghĩ. Trước mặt bỗng tối sầm, Triệu Tu Duyên bị Thịnh Phong Trạch đánh ngã xuống đất, chìa khóa trong tay bị Thịnh Phong Trạch đoạt lấy. Cánh tay của xích hổ như cây sắt hạn chế bên hông hắn. Thịnh Phong Trạch rút từ bên hông thanh đao bạc, đâm vào cánh tay xích hổ, nhân lúc hắn đau đớn buông tay, thoát thân trong nháy mắt hắn cởi áo choàng nhúng vào thùng nước khoác lên người rồi nhảy vào lửa chủ tử xích hồ hồn phi phách tán thấy phía sau gian nhà còn chưa cháy một tay kéo triệu tu duyên từ dưới đất lên khàn giọng hô lớn gọi người đập tường đập phá tường phòng sau xả ngang răng rắc đất rời cùng với một mảnh gạch mối vụn rơi xuống nóc nhà cháy tạo thành một lỗ thủng lớn ngọn lửa bùng ra ngoài anh anh thịnh phong trạch tìm kiếm quý anh anh giữa khói lửa dày đặc hắn dùng áo choàng che miệng mũi đá văng những vật chắn đường cháy rụi là tả bỗng nhiên thấy hai người ôm nhau ở góc phòng khói lửa chiếu rõ mặt thịnh phong trạch dương tĩnh uyên đứng dậy chắn quý anh anh phía sau dương tĩnh uyên thịnh phong trạch đứng cách một trường hơi ngạc nhiên lại có chút thầm lặng dương tĩnh uyên chắn trước quý anh anh Hắn chỉ có thể thấy nàng từ từ đứng lên từ dưới đất. Thịnh Phong Trạch, Dương Tĩnh Uyên rút kiếm ra. Chương 267. Không cần thêm lời, Dương Tĩnh Uyên và Thịnh Phong Trạch đồng loạt ra tay trong chớp mắt. Dương Tĩnh Uyên võ nghệ cao hơn Thịnh Phong Trạch, với bảo kiếm trong tay chiếm lợi thế. Chỉ vài chiêu, suýt nữa đã đẩy Thịnh Phong Trạch vào biển lửa. Cả hai đều e ngại quý anh anh, không hẹn mà cùng chọn chiến đấu tại căn phòng đang cháy cột chống đỡ căn phòng bị đâm gãy, một nửa phòng ầm ầm sụp đổ, chắn lối đi nửa kia. Đá và gỗ mái ngói rơi xuống, không ai dám tiến về phía quý anh anh. Nếu không dừng lại, ta sẽ chết. Tiếng ho khan của quý anh anh khiến hai người dừng lại, đồng thời nhảy ra xa. Dương tĩnh uyên quay đầu lại, thấy nàng cầm thanh tiểu đao mà hắn đưa, đặt lên cổ mình. Đêm nay mai phục nhân là muốn đối phó ngài, vương gia. Nếu ta chết, đỗ ngàn sẽ đổ tội lên đầu ngài. Người cười vui nhất sẽ là hắn. Tam lang, ta muốn sống để trở về đại đường. Ta không muốn chết ở Nam Chiếu, chết trong triệu gia tu duyên. Người sẽ đến đón ta về nhà chứ. Không gian chia làm hai, lửa lan đến mái nhà phía sau. Khói dày đặc hơn trước, quý anh anh đứng dựa vào tường. Khi nói, nàng lấy váy che miệng mũi, ho không ngớt, tay cầm đao không hề do dự rạch một vết máu mảnh trên cổ. Dương Tĩnh Uyên nhìn Quý Anh Anh thật lâu, hắn không ngu ngốc, nếu không yêu nàng, Thịnh Phong Trạch sẽ không xông tới. Nàng cũng sẽ không dùng cái chết để áp chế Thịnh Phong Trạch. Một người không yêu nàng sao có thể yêu thương tính mạng của nàng như vậy? Nàng xứng đáng được Thịnh Phong Trạch yêu, nhưng hắn nghĩ, hắn sẽ không còn nghi ngờ nàng nữa. Hắn một mình xông vào Thái Hòa Thành, không muốn và không thể mang nàng thoát đi giữa quân địch đông đảo. Tương lai khi ta phóng ngựa xuôi nam, thịnh phong trạch, người ta sẽ gặp lại trên chiến trường. Anh anh, ta sẽ đến đón ngươi về nhà. Dương tĩnh uyên nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà, bảo kiếm chém ngang, thân thể bay lên. Oanh, hắn pha vỡ nóc nhà tạo thành một cái hố, xông ra ngoài. Nghe bên ngoài tiếng kinh hô và binh khí va chạm, quý anh anh vô thức đè tay lên lòng mình nếu cứ thế mà xông ra, hắn có thể chạy trốn sao? khi dương tĩnh uyên đến, nàng gọi một tiếng. ngài, chấm, thịnh phong trạch cảm thấy mắt cay xè, hắn nghĩ chắc là do khói. vì dương tĩnh uyên, nàng dùng cái chết để uy hiếp, chỉ muốn hắn cho dương tĩnh uyên an toàn rời đi. tiếng đánh đấm một ngạt phát ra từ sau tường, thịnh phong trạch nhanh chóng bước qua, cúi xuống mở xiềng xích trên chân nàng, nhạt nhẽo nói: thập bộ giết một người thiên lý không ai cản người xem thường võ nghệ của dương tính uyên một mình hắn có thể dựa vào bóng đêm mà thoát thân dễ dàng hắn nghe động tĩnh trên tường kéo quý anh anh đến bên cạnh giả dạ chết đi thịnh phong trạch nói khẽ làm sao nàng giả được quý anh anh ho không ngừng thịnh phong trạch bất đắc dĩ nhẹ nhàng bổ vào gáy nàng thuận tay dùng áo choàng bọc nàng lại tường ầm ầm bị đập ra một lỗ lớn Thịnh Phong Trạch ôm Quý Anh Anh bước ra từ lỗ hồng trên tường. Thấy hắn, xích hổ vui mừng ném cây trùy sắt xuống, khóc. Chủ tử, ta biết chiêu này sẽ có tác dụng. Thịnh Phong Trạch lạnh lùng nói. Đi thôi, vâng. Xích hổ đáp, che chở hắn đi tới tiền viện. Anh anh, anh anh nàng thế nào rồi? Triệu tu duyên thấy Thịnh Phong Trạch ôm người đi ra, chẳng màng dập tắt lửa. Nàng vốn có thể trốn thoát, là ngươi khóa nàng vì vậy nàng chết triệu phó làm cho ngươi có đắc ý không nàng vẫn rơi vào tay ngươi chết trong tay ngươi thịnh phong trạch nhìn chằm chằm triệu tu duyên nở nụ cười chết nàng không thể nào chết triệu tu duyên hét lên đưa tay vạch áo choàng bọc quý anh anh thịnh phong trạch đá mạnh vào ngực hắn thấy triệu tu duyên bị đá ngã xuống đất ho ra máu thịnh phong trạch quét mắt nhìn quanh binh lính từng chữ xích hổ ai cản đường giết gió. Xích hổ nghe tin quý anh anh chết, mặt cũng đen lại. nhấc đao lên, đe dọa nhìn binh lính. Bước chân dừng lại, binh lính lùi lại, nhường một lối đi. Lần đầu tiên cứu nàng, hắn ôm nàng thoát đi như vậy. Nàng mềm mại trong lòng hắn, một lần rồi một lần, dần dần chiếm trọn trái tim hắn. Đây là lần cuối cùng, hắn nghĩ ra cách làm cho nàng giả chết. Khi đưa nàng đi, hắn thật sự không thể ôm nàng như vậy nữa trái tim hắn từ đó trở nên vô ích. Xích hổ che chở Thịnh Phong Trạch lên ngựa, dưới ánh mắt soi mói của binh lính, Thịnh Phong Trạch ôm quý anh anh, không buông tay, phóng ngựa ra khỏi thành. Nhận được tin tức, Đỗ Ngạn và Si Cuồng tập trung quân đội hùng hậu tại cửa thành. Thịnh Phong Trạch và Xích Hồ hai người một ngựa xa vào vòng vây. Điện Hạ, quốc chủ đã lệnh ngài cấm túc, ngài lại xuất hiện ở Thái Hòa Thành vào đêm khuya. Hơn nữa, Ngoài Điện Hạ, còn có người khác muốn xông vào triệu gia cứu Dương Quý Thị. Võ nghệ cao cường, thân hình giống Dương Tĩnh Uyên, tường thành Thái Hòa cũng không thể ngăn hắn. Điện Hạ hiện tại cũng muốn rời thành, việc này quá trùng hợp. Đỗ Ngạn nghĩ thầm, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu Thịnh Phong Trạch mạnh mẽ xông tới cửa thành, hắn chỉ có thể hạ lệnh bắn chết. Chờ đại thù được báo, rồi mặc cho quốc chủ xử trí. Đỗ Ngạn trên chiến trường binh sĩ đều có cha mẹ, gia đình, không thể giết hết một người. Người giận lây sang ta, không hợp lý chút nào. Thịnh Phong Trạch nhìn lên cửa thành, thấy binh khí sáng như tuyết rơi ánh trăng, nghĩ đến việc đỗ ngạn muốn đấu với Vương Huynh, hứng thú dã rời. Ta chỉ muốn ra khỏi thành, nếu người muốn giết ta, thì cứ ra tay đi. Thịnh Phong Trạch rụp ngựa tiến lên, đồng tử của đỗ ngạn co lại vì căng thẳng, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi tiếng vó ngựa đạp trên đường đá, càng lúc càng gần cửa thành. Cửa thành đang bị đóng, thịnh phong trạch không thể phá vỡ mà rời đi. Hắn muốn làm gì đây? Bức thanh bình đại nhân hạ lệnh giết hắn sao? Hắn điên rồi sao? Si cuồng nhìn về phía đỗ ngạn, một lòng theo thanh bình đại nhân, hắn không nghĩ tới việc công khai hạ lệnh giết thịnh phong trạch. Điện hạ, đỗ ngạn lạnh lùng quát. Tiếng vó ngựa vẫn không dừng lại. Nếu vậy, cứ để hắn chết. Đỗ ngạn cắn chặt răng, trong mắt đầy sự tàn nhẫn. Hắn từ từ giơ tay lên, si cuồng căng thẳng hít một hơi thật sâu. Quốc chủ giá lâm. Tiếng hô vang lên từ xa, si cuồng hấp tấp nuốt khí, sặc ho lên. Đại nhân, quốc chủ đến. Tim đập gấp gáp, đỗ ngạn tay run rẩy. Vương huynh nếu muốn ta chết, không cần thanh bình đại nhân hạ lệnh. Một câu của thịnh phong trạch làm tiêu tan khí thế của đỗ ngạn hắn vô lực khoát tay hà thành lâu nghênh đón quốc chủ si cuồng cũng thừa phào nhẹ nhõm theo hắn xuống cửa thành quốc chủ thịnh phong hữu cưỡi ngựa mang theo thân vệ từ trong cung tới khi đến gần mọi người đều quỳ xuống hô to quốc chủ thịnh phong trạch không xuống ngựa quốc chủ quất roi ngựa vào người hắn giận dữ nói a à, trạch người muốn làm gì đây thịnh phong trạch không tránh né cả thân hình cô đơn vương huynh thứ cho A Trạch không thể hành lễ với ngài. Quốc chủ nhìn thấy trong ngực hắn lộ ra nửa gương mặt quý anh anh. Mặt đen sảm, môi trắng bạch không chút huyết sắc, không nhúc nhích. Hắn nhớ lại ban ngày ra thịt nàng tỏa sáng cung điện, lòng mềm nhũn. A Trạch, ngươi không nghe lời vương huynh sao? Ngươi công khai không tuân lệnh cấm túc của vương huynh, lại đêm khuya xông vào triệu gia đan phường. Ngươi nói cho vương huynh biết, ngươi muốn gì? Trước đây vương huynh muốn tấn công đường ta không đành lòng để chiến trường thêm thương vong, tự nguyện dẫn người đến ích châu phủ học nghề. Ba năm quá ngắn, ta không thể làm cho nam chiếu cẩm nghiệp và đại đường ích châu phủ đồng thời thịnh vượng. Khi đó ta nghĩ, vẫn là nghe lời Vương Huynh. Lần này Vương Huynh muốn ta chỉ huy tam quân tấn công đường. Ta sẽ đi, Vương Huynh muốn đan hoán hoa cẩm. Ta giao người cho Vương Huynh, ta bắt đến đây hơn vạn thợ, bắt đến đây từ ích châu phủ người lớn nhỏ. Nhà nào đan phường phường nhuộm không thể để nàng vào hàng ngày đưa nàng vào triệu gia. Thịnh Phong Trạch nói, ánh mắt chăm chú vào mặt đỗ ngạn. Triệu phó làm gì hận không để nàng tìm đến cái chết. Triệu phó sử dụng xiềng xích khóa nàng, cháy cũng không chạy được. Khi đưa nàng vào triệu gia đan phường, Thanh Bình Đại Nhân có nhớ rằng nàng là người A Trạch thích. Vương Huynh, hôm nay ta chưa về Thái Hòa Thành, ta chỉ muốn nhìn xem nàng ở triệu gia có ổn không. Quốc chủ trong lòng giật mình, hắn không biết rõ nội tình, Đỗ Ngạn làm như vậy là ở trước mặt huynh đề. Hắn làm trái lệnh cấm túc, cũng có thể tha thứ về tình. Quốc chủ Minh Giám, ích châu phủ bắt đến thợ trước cẩm, chỉ có triệu gia hiểu rõ nhất dương gia gấm. Thần một lòng vì đan hoán hoa cẩm, không ngờ triệu phó lại dùng quyền lực báo tư thủ. Thần không biết rõ nhân tình. Đỗ ngạn vội vàng xin tội. Quốc chủ còn muốn dùng đỗ ngạn, vừa nghe có người gánh tội, quát. Người đâu, Chuyển triệu phó đến. Vương huynh, triệu phó không chịu cho ta thi thể. Ta đã hắn một cước, lúc này chắc không xuống được giường. Thấy hắn giữ khuôn mặt đơ, một dáng vẻ sinh từ tùy ý. Quốc chủ nhớ đến huynh đệ tốt này. Khi tấn công đường, thịnh phong trạch không muốn chiến trường thêm giết chóc. Lo lắng đại đường trả thù, bản thân cũng không kịp, một lòng tấn công đường. Thịnh phong trạch không nói hai lời lĩnh binh, hắn đến giờ chỉ thích một nữ nhân. Cho phép nàng đâm vào ngực một đao, hắn vẫn thích. Điện hạ, gia nhân đã qua đời, hãy để quan lễ bộ chọn huyện an táng cho Dương Quý thị. Người thật sự đã chết hay chưa, ai cũng không nhìn kỹ. Đỗ Ngạn không chắc chắn, hắn không tin. A à, Trạch, nghe lời thanh bình quan đi. Quốc chủ Thịnh Phong hữu không nghĩ nhiều như Đỗ Ngạn, hắn chỉ muốn giữ Thịnh Phong Trạch, an ủi hắn khi bi thương nhất, vãn hồi tình huynh đề. Thịnh Phong Trạch lắc đầu, ta muốn mang nàng về bạch nhai cung. hắn càng như vậy, lòng nghi ngờ của đỗ ngạn càng nặng. khẽ nói với thịnh phong hiểu. quốc chủ đêm nay còn có người xông vào triệu gia đan phường. có binh lính thấy giống như dương tĩnh uyên đã trốn thoát lúc đêm, không bằng giữ lại dương quý thị. a à, trạch chẳng lẽ vì phụ nhân này mà cấu kết với dương tĩnh uyên. quốc chủ cao mày nhìn thịnh phong trạch. hai huynh đệ không nói gì thêm, nhìn chằm chằm vào nhau gió thổi qua áo choàng ướt đẫm đắp lên người quý anh anh dùng mình mơ màng thịnh phong trạch nghe tim mình đập nhìn quốc chủ với ánh mắt u sâu như hồ quốc chủ mí mắt giật sắc mặt trở nên âm trầm bị phát hiện rồi kiêng kỵ chính mình vương huynh sẽ quyết định thế nào thịnh phong trạch không nhìn lại quốc chủ nhẹ nhàng cười với đỗ ngạn đỗ đại nhân muốn dùng một phụ nhân để uy hiếp dương tính uyên tự chui đầu vào lưới Mở cửa thành, quốc chủ Thịnh Phong hữu ra lệnh, vỗ vai Đệ Đệ, nói thêm: "A à, Trạch, đừng quá thương tâm, khi tâm trạng khá hơn, hãy vào cung dạy vài chiêu võ nghệ cho các cháu." Sắc mặt Đỗ Ngạn đại biến. Thấy cửa thành từ từ mở ra, Thịnh Phong Trạch biết mình cuối cùng đã thành công. Đôi mắt hắn dần đỏ lên. "Vương huynh." Quốc chủ không nhìn Đỗ Ngạn, nhã nhặn nói: "Hồi cung đi thôi." Thịnh Phong Trạch vỗ mạnh vào mông ngựa, cùng xích hổ phi nhanh ra khỏi thành. Quốc chủ, thần cảm thấy cái chết của Dương Quý Thị có nghi vấn. Đỗ ngạn càng nhìn càng nghi, không cam lòng nhìn hai người biến mất trong đêm. Bạch Vương nói nàng chết, tức là đã chết. Quốc chủ cắt lời đỗ ngạn, hắn nghĩ, đệ đệ đa tình như vậy, còn có thể hung tàn với cháu mình sao? Đỗ ngạn không nể mặt thịnh phong trạch, vì đứng đầu các quan lại, tương lai hắn kèm hai vị thành niên nhi tử ngoài thịnh phong trạch ai có thể quản thúc hắn tiễn quốc chủ hồi cung đỗ ngạn như già đi mấy tuổi thanh bình đại nhân thịnh phong trạch si cuồng hỏi khẽ đỗ ngạn nhàn nhạt, nhạt nói quốc chủ đã cho phép bạch vương điện hạ trở về bạch nhai cung còn truy cứu gì nữa hắn sớm nên hiểu huyết nồng tại huyết chính mình chỉ là quốc chủ đề phòng thịnh phong trạch thế lớn thúc cường chất yếu mang ra để dọa hắn Quốc chủ hiện giờ cảm thấy huynh đệ có thể tin sẽ mang thịnh phong trạch tới dọa hắn. Hắn mang theo nhân viên trong phủ rời đi, gió lạnh thổi qua, Đỗ Ngạn dùng mình, lời nói của phong trạch tối nay, trong quân tướng sĩ sẽ nghĩ gì về hắn? Vì nhi tử bị đường giết, liền hận tam quân chủ soái. Với lòng dạ hẹp hòi như vậy, hắn còn có thể được người khác tôn kính như trước? Chương 268. Đối với người dân bình thường phố cầm nghiệp của triệu gia đêm đó chỉ là đi lấy nước và đốt một gian phòng đan dược mà thôi. Nhưng đối với những người hiểu chuyện, đêm nay, thịnh phong trạch, người bị tước mất danh hiệu vương, chỉ trong một ngày lại trở thành bạch vương điện hạ tôn quý. Ông đã nhận được ân sủng vượt qua cả đỗ ngạn của thanh bình quan. Quân đội vì cuộc xâm lấn của Dương Tịnh Uyên vừa mới thả lòng tinh thần thì lại một lần nữa căng thẳng. Si cuồng đại quân đã dẫn quân tăng cường hướng Nam Chiếu từng con đường đều được canh gác chặt chẽ. Ở trung tâm sự kiện tại Triệu Gia, người người ngã ngựa đổ. Thịnh Phong trạch một cú đá có thể đạp chết con trâu. Triệu Tu Duyên cảm thấy tim phổi mình như bị đạp vỡ, tan thành máu tươi. Đắc tội với Bạch Vương Điện Hạ, Đỗ Ngạn đã chấm dứt chiến tranh, im lặng mà trầm lắng. Các quan viên Nam Chiếu không ai xem thợ thủ công chức cầm của Đại Đường vào mắt. Quốc chủ lệnh tuyên đọc rằng các quan viên khách khí. Mời triệu tu duyên nằm trên giường dưỡng bệnh và bổ nhiệm triệu đại lang làm phó cục trường chức cầm. Khi các quan viên còn chưa bước ra khỏi cửa, triệu tu duyên nằm gục bên giường, phun một ngục máu tươi đầy đất. Dù không đồng ý với suy nghĩ sâu xa của đường đệ, nhìn mặt triệu tu duyên như giấy vàng, triệu đại lang không nỡ. Nhị lang, dù ta không biết làm quan, nhưng sẽ hết lòng bảo vệ tộc nhân triệu thị, phát huy gấm triệu gia, ngươi yên tâm đi triệu gia bị bắt đến nam chiếu với mấy trăm người không biết khi nào mới có thể quay về đại đường đã đến đây thì an tâm say mê chức cầm triệu đại lang cũng suy nghĩ thông suốt ở lại nam chiếu nghỉ ngơi sinh con cháu truyền lại gấm triệu gia phun ra một ngụm máu mê muội và nằm thở triệu tu duyên ho nhẹ cười hắn và đại đường huynh từ nhỏ đã tranh giành chức gia chủ cuối cùng mọi tâm cơ của hắn đều là làm áo cưới cho đại đường huynh ánh sáng trước mắt dần tối lại, một bộ gấm xiêm y tung bay, mảng che mặt che đi dung nhan xấu xí. Triệu tu duyên yếu ớt mở miệng. Người sẽ phải làm quả phụ. Nhiều ngũ nương chậm rãi tiến đến trước giường, nhàn nhã ngồi lên ghế bên cạnh. Ta cứ tưởng ngươi còn có thể đấu một trận với Dương Tĩnh Uyên. Dù sao ngươi cũng là người thừa kế của gia chủ triệu gia. Có thể nắm giữ triệu gia, sao lại thua một con của vợ kế. Đúng là mắt ta mù, nhìn lầm ngươi triệu tu duyên bị kích động hai má ửng đỏ chống người ngồi dậy lòng dạ đàn bà tối qua nếu không phải ngươi ngăn cản ta đã sớm xong chuyện khô khổ hắn lau bọt máu ho ra dựa vào giường thở nặng nhọc không thể có được quý anh anh khiến hắn hối hận đến mắc ngực như bị thiêu đốt tất cả đều do người phụ nữ xấu xa này khiến hắn chết không nhắm mắt sớm biết hắn đã tới ta cần gì phải ngăn ngươi ta hối hận còn hơn ngươi bội phần nhiều Ngũ Nương nói, cười khanh khách, "Đáng tiếc quý anh anh đã chết, Thịnh Phong Trạch không thể nhìn thấy ngay cả thi thể của nàng." Dương Tĩnh Uyên sẽ chịu nhiều đau khổ, nàng lại càng vui mừng. "Đáng tiếc hắn sẽ không thèm nhìn ngươi, tiếng cười đắc ý của ngươi, hắn cũng không nghe thấy." Sự tiếc nuối còn đau lòng hơn cả hối hận. Triệu Tu Duyên lạnh lùng nhìn Nhiều Ngũ Nương, ác độc nói, "Ngươi nghĩ ta giống ngươi?" Nhiều Ngũ Nương phất tay áo đứng dậy, cười kiêu hãnh, quay đầu lộ ra ánh mắt gần như yêu quái. Trời cao cũng sẽ giúp ta, thất nương nhà ta mang vị hôn phu của nàng đến thăm ta. Tang gia thập tứ lang là bạn tốt nhất của Dương Tĩnh Uyên. Ta chặt tay phải của hắn, đưa cho Dương Tĩnh Uyên, hắn sẽ hối hận không thể bay tới gặp ta. Ha ha! Nàng cười lớn bước ra cửa, lại quay đầu khom lưng. Lang quân, thiếp mong người sớm tắt thở. Đại lang phúc hậu. Chắc chắn sẽ không để ngài đứt hương hỏa. Thiếp sẽ nuôi con từ nhỏ, lang quân đừng lo thiếp cô đơn, không nơi nương tựa." Nhiều Ngũ Nương đứng thẳng, đỡ tay Ngọc Duyên, nhẹ nhàng biến mất khỏi cửa phòng. "A à Phủ, A à Phủ, người đâu, người đâu?" Triệu Tu Duyên dùng sức đập giường, muốn gọi người đem chén nước đến. Không ai trả lời, bốn phía yên tĩnh đến mức không có cả tiếng gió. Hắn nghe thấy tiếng thở dốc của mình càng ngày càng gấp ngực như bị đè nén, khó thở vô cùng. Hắn gọi đến khản giọng, cho đến khi kiệt sức. Không biết đã nằm bao lâu, triệu tu duyên người thấy một mùi hoa đào. Hắn mơ hồ mở mắt ra, trần nhà ánh lên ánh sáng xanh nhạt. Hắn lại ngủ thiếp dưới hoàng giác thụ sao? Anh anh đâu? À, anh anh chắc đã hái thuốc nhuộm trong lúc hắn ngủ say. Đôi mắt nàng có thể phân biệt được 18 loại tơ thục hồng nàng đưa hắn 12 loại lam để phối khổng tước linh mắt. Nàng là bảo vật của hắn, chỉ cần có nàng, hắn có thể dệt ra những bức tranh đẹp nhất thế gian. Trong cơn mê man, triệu tu duyên thấy quý anh anh trở về với giỏ trúc đầy thuốc nhuộm. Hắn mỉm cười nhìn nàng, cuối cùng nhớ ra điều mình muốn nói với nàng. Hắn lấy ra bức tranh, đưa hai tay về phía nàng. Anh anh, tổ phụ đã đồng ý hôn sự của chúng ta. Ngươi nhìn tranh này, ta dệt cùng ngươi làm xính lễ. Cảnh tượng xanh như ngọc, mái ngói đen và tường trắng, nàng mặc áo hồng nhạt, đứng dựa vào cửa gỗ chạm trổ màu đỏ nhìn hắn. Nàng cầm lấy bức tranh, đột nhiên ném nó xuống đất, dùng chân dẫm đạp. Đôi mắt đen như chân trâu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Ai muốn gả cho ngươi? Ngươi thật đáng ghét. Quý anh anh hư một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Anh anh! Triệu tu duyên quát lớn, ngã nhào trên giường. Người hầu triệu gia cuối cùng bưng chén thuốc đến, thấy máu tươi đầy đất và triệu tu duyên bất tình. Hoảng sợ, người hầu ném chén thuốc xuống và xoay người chạy. Đại lang quân, nhị lang quân không còn hơi thở. Triệu đại lang chạy tới, thấy hơi thở của triệu tu duyên đã yếu đến mức không thể nghe thấy. Hắn ghé sát tay nghe, chỉ nghe thấy lầm bầm hai chữ. Về nhà. Triệu phủ dựng tang, quốc chủ vì an ủi gia đình quyền quý đại đường, đặc biệt cử quan viên đến viếng. Nhiều ngũ nương mặc đồ trắng ngồi trồm hổm trước linh cữu. Ngọc Duyên sợ người triệu gia bắt nạt nàng, không dám rời nàng nửa bước. Khó khăn lắm mới đợi được người vũ già đi khách sạn trở về. Nhiều ngũ nương vỗ vỗ váy, đi vào nội đường. Người đâu rồi, vì bắt Dương Tĩnh Uyên mà cửa thành được canh gác cẩn mật. Làm sao hắn và người kia có thể trốn ra khỏi thành? Nhiều ngũ nương cực kỳ phẫn nộ quát ngọc duyên người đi người đi bắt tang thập tứ trở lại nương tử nô tì không thể rời ngài tang thập tứ quan trọng nhưng ngài quan trọng hơn ngọc duyên quỳ dạp trước mặt nghiêu ngũ nương ngài giữ nô tì lại đi người triệu ra hận không thể để ngài chết nô tì không thể rời ngài nghiêu ngũ nương ôm ngực cố gắng đè nén nỗi sợ hãi yếu ớt nàng muốn dương tĩnh viên hận nàng hắn không yêu nàng nhưng nàng muốn hắn hận nàng chuẩn bị xe đi đỗ phủ ta muốn gặp thanh bình đại nhân ngay bây giờ nhiều ngũ nương nhớ tới đỗ ngạn vố già báo tin trợn mắt há hốc mồm quỳ sụp xuống đất nhị nãi nãi ngài còn phải túc trực bên linh cứu nhị lang quân nô tỳ không thể nghe ngài nàng dập đầu trước nhiều ngũ nương rồi xoay người bỏ chạy phản trời đất đảo lộn nhiều ngũ nương tức giận vô cùng đập bàn trà liên tục nương tử nô tỳ sẽ lái xe cùng ngài. Ngọc Duyên đỡ nàng, chủ tớ hai người cùng lên xe rời triệu ra. Khi từ phủ đỗ ngạn trở về, triệu đại nãi nãi dẫn theo nha đầu và vũ già trong phủ ngăn ở cửa. Ngọc Duyên nhảy xuống xe, đỡ nghiêu ngũ nương xuống, căm tức nhìn triệu đại nãi nãi. Đại nãi nãi làm gì vậy? Nhị lang quân mới qua đời, sao lại đuổi nương tử của ta ra cửa? Triệu đại nãi nãi khinh miệt phun xuống đất một ngụm, nhìn xung quanh náo nhiệt rồi lớn tiếng nói. Nhị đệ nhà ta qua đời chưa đến một ngày, Ngưu thị không túc trực bên linh cứu, tự ý lái xe rời phủ. Ngưu thị, ngươi còn để nhị đệ nhà ta vào mắt không? Đến Nam Chiếu, ngươi còn nhớ lê nghĩa liêm sỉ không? Triệu gia ta không chứa loại dâu như ngươi, ngươi tự đi đi. Nói xong, hai gã vũ già tráng kiện cầm hai bao đồ ném lên xe bò. Ngươi dám. Ngọc Duyên nổi giận, lao tới triệu đại nãi nãi triệu đại nãi nãi đã chuẩn bị sẵn, thối lui đến ngưỡng cửa. Những thanh niên khỏe mạnh của triệu gia tay cầm gậy gộc ngăn Ngọc duyên lại. Triệu đại nãi nãi cười lạnh nói. Các vị láng giềng nhìn rõ, nghiêu thị, người có võ nghệ cao cường đến đâu, giết hết cả triệu gia ta, ta đương ra nãi nãi cũng tuyệt đối không cho phép ngươi bước vào cửa triệu gia nửa bước. Ngọc Duyên, nhiều ngũ nương gọi lại Ngọc Duyên, triệu gia triệu tập hơn 100 thanh niên khỏe mạnh để đuổi nàng đi. Nếu đánh nhau, Ngọc Duyên có thể tự vệ nhưng khó giữ mình. Nhiều ngũ nương kiêu ngạo ngồi trên xe bò, nói với triệu đại nãi nãi. Muốn ta đi cũng được, viết phong cắt kết thư, từ đó hai bên không liên quan. Ta cũng chán ghét dòng họ triệu gia nhà ngươi. Xung quanh vang lên tiếng ồ lên. Triệu đại nãi nãi mặt mày xanh mét kêu lên. Muốn viết thì triệu gia ta viết hưu thư với ngươi. Nhiều ngũ nương chế diễu. Vậy thì gặp quan đi xem quan phủ quyết định ta nghiêu ngũ nương tiếp tục trở về triệu gia làm nhị nãi nãi hay để ngươi đuổi ta đi. Nhớ tới việc nàng có liên hệ với thanh bình quan đỗ ngạn, triệu đại nãi nãi quát lên. Viết văn chương cho nàng. Nghiêu ngũ nương nhanh chóng cầm lấy thư, ném xuống dưới xe. Ngọc Duyên hừ một tiếng, lái xe đưa nghiêu ngũ nương rời đi. Một vú già nhặt lên tờ giấy, đưa cho triệu đại nãi nãi. Kết hôn vẹn vẹn hai năm, càng nhìn càng chán ghét chàng nay đã đi về cõi âm, lâu ngày gặp mưa như gặp hạn hán được nước, uống cạn một chén lớn. Kiếp sau đừng gặp lại, ác phủ. Triệu đại nãi nãi tức giận đến mức tay chân run rẩy, chửi bới không ngừng. Tất cả ánh mắt trên phố cầm nghiệp đều phẫn hận, nhưng như ngũ nương vẫn bình thản như thường. Không biết ai đã ném một nắm lá héo lên xe bò, khiến cả con đường người đại đường noi theo, truy đuổi mắng chửi như ngũ nương, bắt nàng cút ra ngoài. Ngọc Duyên lái xe không dám quay đầu lại, chạy nhanh rời khỏi. Thỉnh thoảng lo lắng nhiều mũ nương có bị đánh trúng hay không. Nhiều mũ nương nhặt lá héo rơi trên vai ném đi, nhẹ nhàng nói. Dù có chết, phải sạch sẽ, không còn là người của triệu gia. Ngọc Duyên gật đầu liên tục. Nương tử yên tâm, Ngọc Duyên có thể nuôi sống ngài. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 269 bạch nhai cung dựng lên cao trên đỉnh núi, từ cung điện nhìn ra, trông như cây nấm mọc sau mưa trong rừng. Đại quân của Si Cuồng sẽ tự mình mang theo 5.000 binh lính đến đóng quân. Chủ tử, quốc chủ có phải không tin tưởng ngài? Đây là muốn giam lòng ngài sao? Người có ý nghĩ này không chỉ có xích hồ. Đại quân của Si Cuồng tự mình lãnh binh làm cho thân vệ của thịnh phong trạch không khỏi căng thẳng. Cửa bạch nhai cung đóng chặt các thuộc hạ trung thành của Bạch Vương thậm chí đã chuẩn bị cho trận tử chiến. Thịnh Phong Trạch xoa mi tâm, không làm rõ hiểu lầm này, để mặc xích hổ bận rộn sắp xếp các loại cảnh giới trong cung. Trong lòng hắn rõ ràng, tin quý anh anh chết truyền đi, Dương Tĩnh Nguyên nhất định sẽ mạo hiểm xông vào Bạch Nhai Cung. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Với tính cách của Dương Tĩnh Nguyên, dù có thiên quân vạn mã, tầng tầng lớp lớp bẫy dập, hắn cũng không buông tha. Với sự khôn khéo của Đỗ Ngạn, sau khi rõ tâm tư của Vương Huynh, hắn sẽ ẩn nhẫn. Si cuồng mang năm nghìn người chỉ trong một ngày đã đến Bạch Nhai Cung. Rốt cuộc ai đã thuyết phục Đỗ Ngạn, đưa ra lựa chọn khó khăn này trước mặt mình. Tam giác mai trong vườn hoa sau đỉnh nở rộ, nhiều bó hoa như lửa cháy rực. Tường trắng hoa hồng được hơi nước từ đỉnh núi ôn tuyền bao quanh, tựa như tiên cảnh. Hoàng hôn mặt trời lặn, bóng trăng dần xuất hiện, trong ao sáng lên một chiếc chén nhỏ đèn hoa sen. Thịnh phong trạch một mình nghiêng dựa vào gối mềm, lấy rượu nóng từ suối nước nóng, nhẹ nhàng nhấp. Rượu là ích châu phủ nổi tiếng, rượu mời lâu dài. Hắn như có chút say, nửa nhắm mắt, lẩm bẩm. Chân tướng A. À. Ánh sáng và thủy quang tôn lên nhau, ánh trăng yên tĩnh, những chấm sáng nhỏ lấp lánh. Hắn nhớ về năm đó, nguyên tiêu tại ích châu thành Ánh đèn trên bờ hồ tán hoa lâu. Thiếu mỗi du khách đông như chảy hội, có giai nhân bầu bạn. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía sau cây hoa. Đã đến đây, sao có thể không uống một cốc? Cây Hoa khẽ rung, Dương Tĩnh Uyên trong bộ y phục đen rút kiếm bước ra. Thịnh Phong Trạch kéo ra một vỏ rượu từ trong nước, ném về phía hắn. Dương Tĩnh Uyên giơ tay cầm kiếm, dùng vỏ kiếm đỡ lấy vỏ rượu một cách khéo léo hắn hạ tay xuống, vò rượu lăn vào bụi cỏ. Sợ có độc sao, khinh thường uống. Im lặng một lúc, thịnh phong trạch nở nụ cười. Còn nhớ khi ở Ích Châu Phủ, biết người chỉ là một thiếu niên ăn chơi trong thành. Đến ngày nay, Nam Chiếu đã dùng đại quân, dẫn binh 5.000 sẵn sàng đón quân địch. Bắc lộ quân đánh nghi binh tử đồng, ẩn nấp trong rừng. Người hàng đêm đánh lén, lấy đầu thượng tướng dễ dàng như lấy đồ trong túi cuối cùng làm bắc lộ quân hoang mang, quân tâm tan rã, rút lui khỏi rừng, bị đường quân phục kích ở lũng sông, toàn quân bị diệt. Dương Tĩnh Uyên không có hứng thú tan gẫu với thịnh phong trạch. Anh anh ở đâu? Ta không ngạc nhiên ngươi có thể lẻn vào bạch nhai cung tử trong danh trại 5.000 người. Cũng không ngạc nhiên ngươi có thể giấu mình khỏi thị vệ của ta. Nhưng ngươi không thấy kỳ lạ tại sao ở đây chỉ có mình ta, không có mai phục sao? Thịnh phong trạch đáp mà không trả lời. Quý anh anh ở đâu? Chúng ta đều biết, nàng tuyệt đối không thể chết trong lửa. Hắn phá nóc nhà ra đi, thịnh phong trạch dù mốc cũng biết mang nàng ra khỏi biển lửa qua nóc nhà. Dương tĩnh uyên nghe tin quý anh anh chết, chắc chắn không tin. Ẩn mình trong nhà hàn tứ cha, nhìn thấy đội ngũ dài bao quanh bạch nhai cung chật như nêm cối. Dương tĩnh uyên biết rõ, một khi bị phát hiện, cơ hội sống sót rất ít. Dù hàn tứ cha gọi thư tiên sinh đến, Quyên hắn mang bản đồ rời Nam Chiếu, Dương Tĩnh Uyên vẫn chọn lên núi tiến cung. Lần đầu tiên hắn không tự tin để nàng một mình trong bạch nhai cung. Lần thứ hai hắn trọt ẩn nhẫn bỏ nàng ở triệu gia. Lần này hắn không thể bỏ nàng lại nữa. Nàng chết rồi, ta tự tay đào mộ chôn cất nàng. Thịnh Phong Trạch ôm vò rượu uống. Bằng một tiếng vỡ vang lên, vò rượu bị Dương Tĩnh Uyên đánh nát bằng một kiếm mũi kiếm lạnh lùng lấp lánh dưới ánh trăng ngay cổ họng thịnh phong trạch thịnh phong trạch ngừng mặt nhìn hắn cúi đầu cười hắn kéo cổ áo nhẹ nhàng nói kiếm của ngươi tiến thêm ba phần ta sẽ được gặp nàng ngươi ra tay đi mùi rượu và hơi nóng của suối ôn tuyền sộc vào mặt hắn men say càng đậm vẻ mặt như không quan tâm đến sống chết dương tĩnh uyên thu kiếm lại một tay nâng hắn đứng lên chôn cất ở đâu sống phải thấy người chết phải thấy thi thể đúng không? Ta dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi? Dương Tĩnh Uyên đấm một quyền vào người hắn. 34, Thịnh Phong Trạch khom người ho khan, bên cạnh khụ bên cạnh cười. Ta đánh không lại ngươi, cần gì đánh trả? Hắn lung la lung lay đứng lại, khổ sở nói ra. Được rồi, ngươi nhường Bắc Lộ quân sợ, nhường ta cũng sợ, ta sợ lần này quân đội hùng hậu vòng vây sau đó vẫn làm cho ngươi đào thoát. Vì báo thù, Ngươi sẽ trở thành ta nam chiếu triều đình sợ hãi u linh thích khách. Cho nên, ta không có mai phục, ta nghĩ cùng ngươi là một khoản giao dịch. Thịnh phong trạch khom người ho khan, vừa ho vừa cười. Ta đánh không lại ngươi, cần gì phải đánh trả. Hắn lung lay đứng dậy, khổ sở nói. Được rồi, ngươi làm bác lộ quân sợ, cũng làm ta sợ. Ta sợ lần này quân đội vòng vây vẫn không ngăn được ngươi thoát. Ngươi sẽ trở thành u linh thích khách mà triều đình nam chiếu sợ hãi. Vì vậy, ta không có mai phục. Ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Nếu như vậy, ta sẽ mang nàng rời khỏi Nam Chiếu. Nếu không, Bắc lộ quân sợ hãi sẽ lại xuất hiện ở Thái Hòa Thành. Dương Tĩnh Uyên không cam lòng yếu thế, uy hiếp nói. Ta còn nhớ từng có một vụ án. Trên đường đi gặp hai người phụ nữ tranh giành đứa trẻ. Quan viên lệnh hai người phụ nữ giữ tay đứa trẻ, ai kéo được thì đứa trẻ là của người đó. Đứa trẻ còn nhỏ, đau đớn khóc thét một phụ nữ không đành lòng buông tay. Nhưng quan viên lại trao đứa trẻ cho người phụ nữ kia, nói rằng, chỉ có mẹ thật mới đau lòng cho con. Ngươi không được quên, quý anh anh là vợ ngươi. Ta là vương tộc Nam Chiếu, là huynh đệ của quốc chủ. Một nữ nhân cùng trách nhiệm gia quốc, ngươi tiền cờ bạc là tình thánh không thành. Ý của hắn là quý anh anh đang trong tay ta. Ta dùng nàng để uy hiếp ngươi, ngoài việc bỏ kiếm đầu hàng, ngươi còn có thể làm gì? Dương tĩnh viên im lặng, với võ nghệ của hắn, bị quân đội vây công có lẽ hắn có thể lợi dụng bóng đêm để trốn vào rừng núi. Nhưng mang theo quý anh anh thì đó là điều không thể. Nàng còn sống, nàng chết rồi, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Giống như ở Ích Châu Thành, ngươi có thể làm gì được ta? Một câu nói gợi lên thù hận mới cũ của Dương Tĩnh Uyên, hắn không như thịnh phong trạch đoán nổi trận lôi đình mà rút lui kiếm. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi đến Nam Chiếu thế nào, làm sao về được? để ngươi biết Nam Chiếu đã tăng cường phòng thủ ở biên giới. rời bạch nhai cung bị bắt là do ngươi học nghệ không tinh. ngày khác nếu ngươi dẫn binh tấn công Nam Chiếu, ta sẽ cùng ngươi quyết chiến sinh tử trên chiến trường. Dương Tĩnh Nguyên xoay người bước qua ao đèn sen, bóng dáng hắn lại biến mất trong bóng tối của bụi hoa. Thịnh Phong Trạch đứng thẳng bên hồ xác định Dương Tĩnh Nguyên đã rời đi, men say trong mắt hắn biến mất. Hắn nhàn nhạt nói về phía suối nước nóng. Ra đi. Đèn sen trong ao bỗng nhiên lay động, xích hồ và 12 tên hộ vệ dơ đèn sen từ bên ôn tuyền nổi lên. Ống thở được thiết lập trong đèn, nguyện hơi nước và đêm tối để che giấu, dường tĩnh nguyên không hề phát hiện ra. Xích hồ một mình ở lại, lau nước trên mặt nói thẳng nguy hiểm thật. Nếu bị hắn đạp chúng, nhất định sẽ phát hiện manh mối. Thịnh Phong Trạch liếc hắn một cái nói. Ở tiếc ngâm một đêm ôn tuyền, tại sao không ra tay? Xích hồ cười không ngừng. Tâm tư của chủ tử, thuộc hạ sao mà đoán được? Thịnh phong trạch dơ cầm về phía suối nước nóng. Xích hồ nhìn sang với vẻ nghi ngờ, linh cảm chợt dùng mình. Trong suối nước nóng, đèn chỉ còn vài chén nhỏ lẻ tẻ dựa vào bờ ao. Khi Dương Tĩnh Uyên bước qua ao, chẳng biết lúc nào đã vung kiếm, chém đèn sen trong ao làm đôi chỉ không chạm vào 12 hồ vệ ẩn mình ở đèn sen. Xích hồ cảm giác như đang nhai phải hoàng liên, khổ sở không thôi. Nếu hắn còn ở Nam Chiếu, ta lo lắng quan viên Thái Hòa Thành sẽ bị hắn giết không chừa một ai. Thịnh phong trạch thở dài, dương tĩnh uyên phát hiện mai phục, nhưng không khơi phá. Không phải không để ý đến quý anh anh, hắn vẫn lợi dụng nàng để bước đi dương tĩnh uyên. Đêm khuya, Ánh đèn lấp lóe ở sân nhỏ sau núi Ao Hàn Tứ Cha rồi tắt. Bốn người lên đường vào núi, theo lối săn đạo mà Thịnh Phong Trạch đã đưa quý anh anh đi, hướng về phía đại đường. Trên đường, Tang thập tứ hỏi Dương Tĩnh Uyên: "Quý nghị nương còn sống, sao ngươi không bắt Thịnh Phong Trạch để đổi lấy nàng?" Dương Tĩnh Uyên lạnh lùng nói: "Bạch Nhai cung bị binh sĩ của Si Cuồng bao vây, Si Cuồng không để ý đến sống chết của Thịnh Phong Trạch để ta kềm chế." Thịnh Phong Trạch lại sợ ta nổi điên giết sạch quan viên Nam Chiếu. Hắn thà dùng quý anh anh để đảm bảo ta rời đi Nam Chiếu an toàn. Vì vậy, dù kiếm ở cổ Thịnh Phong Trạch, hắn cũng không chịu nói ra tung tích của quý anh anh. Dù phát hiện mai phục trong ao, hắn không có trăm phần trăm chắc chắn cũng không dám sử dụng. Lần này, hắn lại bị buộc phải bỏ nàng lại mà rời đi. Chờ lần tới hắn đến, dù phải đào sâu ba thước đất Nam Chiếu, hắn cũng sẽ tìm ra nàng. Tia nắng ban mai ló dạng, phương đông sáng ngời, Dương Tĩnh Uyên đứng trên đỉnh núi, hai tay vòng lên bờ môi hét lớn. Anh anh, chờ ta, chờ ta đưa ngươi về nhà. Tiếng vọng lượn lờ, ánh mặt trời chiếu vào mặt Dương Tĩnh Uyên, ánh mắt trầm tĩnh. Chương 270. Bắt người và cướp của cải vàng bạc, hơn vạn công nhân chức cầm từ Nam Chiếu đã giúp cầm nghiệp từ từ hưng thịnh quốc chủ và các triều thần rất vui mừng. Thịnh Phong Trạch và Đỗ Ngạn lần đầu tiên đạt được sự nhất trí về chính kiến. Nếu tiếp tục phát triển như vậy trong 10 đến 20 năm nữa, thực lực của Nam Chiếu sẽ càng thêm mạnh mẽ. Khi đã chiếm đủ lợi ích, nếu lại đánh một trận chiến và để mất hết lợi ích đó, ai ngu mốc mới đi đánh giặc nữa. Nhưng đại đường có chịu không? Bị tát một bạt tay, lúc đó không có khả năng đánh trả đành phải miễn cưỡng đồng ý nghị hòa. Cơn giận của thiên tử đại đường còn chưa nguôi, sớm muộn cũng sẽ vén tay áo lên phái binh đến Nam Chiếu, đòi lại danh dự. Đã chịu đủ sự áp bức của thổ phiên và đại đường, Nam Chiếu trở nên lì lợm. Ngừng chiến cầu hòa chỉ là đối mặt nói chuyện, rõ ràng không đủ. Vì vậy, vào năm thứ tư thời Thái Hòa, quốc chủ thịnh phong hữu rất khiêm tốn viết một bức thư dài gửi hoàng đế đại đường để xin lỗi. Man Di bây giờ mới sợ à biết rõ khi chúng ta đối mặt chẫm ngồi ngươi chỉ có thể quỳ thôi sao hoàng đế cực kỳ vui mừng cho phép sứ thần nam chiếu đến trường an để bồi tội có người vui có người buồn hoàng đế vui mừng nhưng dương tĩnh uyên tức giận đến mức hộp máu vì đánh nam chiếu ta đã phải bỏ cả gia đình ở đó trải qua nhiều trận bao vây dẫn cho săn và dùng móng vuốt ưng ta phải đi qua ba tháng trong rừng sâu núi thẳm mới thoát khỏi vòng vây. Mang về bản đồ của Nam Chiếu làm ngực ta nổi rôm. Vì thăng chức và mang nhiều binh, ta phải làm đủ mọi việc. Ngài nói không đánh là không đánh sao, còn nói... Để tỏ rõ uy nghi về đại đường, cho Nam Man biết lễ nghĩa, mỗi châu quận huyện đều phải tiếp đái sứ thần Nam Chiếu. Chấm than, bao nhiêu gia đình xung quanh ít châu đã bị cướp bóc, vợ con ly tán, nhà cửa tan nát, còn muốn đón tiếp sứ thần Nam Chiếu ở Trường An. Người Ích Châu sao chịu nổi cơn giận này, dù sao Dương Tĩnh Uyên cũng tuyệt vọng, hắn không thể uy phong lấm lấm mang binh tiến vào thành Thái Hòa. Được rồi, không đánh trận này, ta không làm binh nữa, ta sẽ đi Nam Chiếu tìm vợ, một ngày không giao người, ta sẽ giết một quan viên Nam Chiếu. Dương Tĩnh Uyên hộp máu, nổi giận, tìm hàn tứ cha làm thuốc Nam Chiếu uống, một đêm bệnh sốt rét phát tác cuốn gói rời khỏi quân doanh về nhà dưỡng bệnh. Khi nào khỏi bệnh, hắn sẽ tự quyết định. Dương Tĩnh Uyên trở lại Ích Châu Thành bằng ba máy. Khi vừa tới cửa thành Bắc, một người nhào tới làm hắn giật mình. Tam Lang Quân, Tam Lang Quân ơi! Phản xạ có điều kiện, hắn định đá văng người ôm lấy bắp đùi mình ra. Nhưng nghe tiếng khóc gọi này, Dương Tĩnh Uyên ngạc nhiên, trong lòng tràn ngập niềm vui. giàu vừng, sao ngươi biết ta trở về Ích Châu? Gã sai vặt dầu vừng chưa kịp trả lời, thì một thiếu niên mặt ngọc bước tới, khom lưng cúi chào Dương Tĩnh Uyên. Tam thúc, thư tiên sinh đã gửi thư báo rằng ngươi sẽ trở lại trong hai ngày nay. Tổ mẫu đã bảo cháu mỗi ngày đều đến cửa thành đón. Ai ra, lâu quá không gặp, Ngọc trưởng thành rồi. Dương Tĩnh Uyên rất thích con trai trưởng của đại ca Dương Tĩnh Sơn là Dương rừng Ngọc. Thấy hắn hành lễ trang nghiêm như người lớn, Dương Tĩnh Uyên vui mừng, tiến lên ôm Ngọc như khi còn bé và nhấc hắn lên. Mặt Dương rừng Ngọc trong nháy mắt đỏ lên, gào lớn. Tam thúc mau dừng lại, còn thể thống gì nữa? Dương tĩnh uyên cười ha ha, trong lòng như nhẹ nhõm đi một nửa. Tam thúc, chúng ta về nhà thôi. Dương rừng Ngọc đỏ mặt, nhưng vẫn không quên chỉnh lại quần áo. Dương khuôn mặt tươi cười phân phó dầu vừng chuẩn bị xe. Về nhà, nụ cười trên mặt Dương tĩnh uyên dần tắt tam thúc Dương Dừng ngọc sợ hắn đến cửa nhà mà không vào Cẩn thận kéo tay áo của hắn cầu khẩn Tổ mẫu đã mong đợi suốt hai ngày Minh Nguyệt Cư đã được quét dọn sạch sẽ Cha và nhĩ thúc đều trông ngóng ngươi trở về Nghe đến ba chữ Minh Nguyệt Cư Dương Tĩnh Uyên không tự chủ được nhớ tới lời của quý anh anh Nhà của họ ở Minh Nguyệt Cư Lòng hắn mềm như nước không tự chủ được bị Dương Dừng Ngọc kéo lên xe ngựa. Cả Dương gia, từ già đến trẻ, đều sợ Dương Tĩnh Nguyên không trở về. Chỉ có Dương Dừng Ngọc ra tay, thành công đưa Dương Tĩnh Nguyên về nhà, Dương Dừng Ngọc hưng phấn nói không ngừng trên xe. Sau khi Nam Chiếu tấn công ích châu phủ, Dương Tĩnh Nguyên nghe nói mẹ cả đã chuẩn bị từ trước, nhường nhị ca mang theo gia đình rời khỏi thành. Hiện tại, từ lời kể của Dương Dừng Ngọc, Dương Tĩnh Nguyên mới hiểu ra rằng Thịnh Phong Trạch đã buông tha cho đại phòng của Dương gia hóa ra khi đó thịnh phong trạch đã có ý với quý anh anh hắn tuyệt đối không nhận tình của hắn đợi đến nam chiếu thịnh phong trạch lại không giao người để xem hắn làm thế nào giết hết vương tộc và quan viên nam chiếu đi được một đoạn đường xe ngựa dừng lại dầu vừng nói từ ngoài xe tam lang quân tiểu đại lang quân nam chiếu sứ đoàn vào thành phía trước bị phong tỏa đợi sứ đoàn đi qua mới có thể tiếp tục nghe thấy nam chiếu sứ đoàn dương tĩnh uyên liền đưa tay lấy kiếm từ trong bao dương dừng ngọc hoảng hốt ôm chặt cánh tay hắn tam thúc người nam chiếu đến đây để bồi tội ngươi đừng để vì người nam man mà lầm lỡ tiền đồ dương tĩnh uyên trầm mặt dùng vỏ kiếm nâng màn xe lên tiếng ồn ào lớn trên đường phố khi nam chiếu sứ đoàn đi qua trong nháy mắt như bị đóng băng chỉ còn tiếng bánh xe nghiền trên đường dân chúng bị binh lính xua đuổi đến bên đường không ai còn tươi cười Cuộc tấn công của quân Nam Chiếu vào Ích Châu Thành năm ngoái vẫn còn in sâu trong trí nhớ mọi người. Gặp lại sứ đoàn Nam Chiếu lần này, làm sao mà không căm hận. Sứ đoàn di chuyển đến trạm dịch mất nửa canh giờ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Dương Tĩnh Uyên. Ngoài các thành viên của sứ đoàn ngồi trên xe ngựa, phía sau còn có vài chục chiếc xe chở lễ vật bồi tội gửi đến đại đường. Thậm chí còn có hai con bạch tưởng. Nam An, trả con trai lại cho ta. Một bà lão đột nhiên kêu lên, cố gắng vượt qua binh sĩ đang cản đường để lao vào đội ngũ. Tiếng kêu này làm dân chúng tỉnh lại, các loại lá cây khô, đá và ngói bị ném như mưa về phía sứ đoàn. Binh sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ sứ đoàn luống cuống, nhấc ngang trường thương ngăn cản dân chúng lao tới, lớn tiếng gọi người đi báo tiết độ sứ. Nhưng chừng trăm tên lính không thể ngăn được cơn giận của dân chúng. Mười mấy hán tử mạnh mẽ vượt qua binh lính lao tới chiếc xe ngựa hoa lệ nhất của sứ đoàn, trèo lên càng xe. Không chờ bọn họ nhấc màn kiệu lên, người bên trong kiệu rõ ràng có công phu không tệ, trong nháy mắt đã đá bay hai người. Màn kiệu được nhấc lên, Thịnh Phong trạch trầm mặt đứng dậy, hướng về tướng quân hộ tống sứ đoàn đến trạm dịch nói: "Trung tướng quân, đây là cách đại quốc đón tiếp khách sao?" Trung tướng quân gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, không muốn ra tay độc ác với dân chúng bị lời nói của thịnh phong trạch thúc ép ông ta cứng rắn rút kiếm đâm vào chân một hán tử lớn tiếng kêu lên còn dám tiến lên nữa giết đội ngũ co lại vây quanh sứ đoàn thịnh phong trạch liếc nhìn hắn một cái rồi xoay người trở lại trong kiệu màn kiệu bay lên rồi lại rơi xuống lộ ra gò má của một cô gái trong xe tâm trạng dương tĩnh uyên trôi giạt như trong mơ hắn lẩm bẩm anh anh là ngươi sao chương 271 Đoàn sứ giả tiến vào chiếm giữ dịch quán, để phòng tránh dân chúng gây chuyện, vị tiết độ sứ mới nhậm chức tại kiếm Nam đảo Tây Xuyên đã điều động một ngàn binh lính bao quanh dịch quán. Đêm đó, có người đến dịch quán, hỏi thăm liệu đoàn sứ giả có dừng lại vài ngày hay không. Cả hai bên đều hiểu rõ lòng dạ nhau, đoàn sứ giả Nam Chiếu càng ở lại lâu, việc bảo vệ càng khó khăn vì dân chúng ít châu hận thủ đỏ mắt có thể gây ra chuyện không lường trước được. Thịnh Phong Trạch rất quyết đoán, đoàn sứ giả chỉ nghỉ ngơi một ngày rồi lên đường đi Trường An. Tiết độ sứ đơn giản là thở phào nhẹ nhõm. Khi đến thành Ích Châu, trời đã gần hoàng hôn, sau khi sắp xếp ổn thỏa, trời đã tối. Một chiếc kiệu nhỏ từ cửa bên của dịch quán lặng lẽ được nâng ra ngoài mà không một tiếng động. Khác với lần trước khi xông vào dịch quán trong đêm khuya, lần này bên ngoài có nhiều lính bảo vệ thực sự lo sợ gặp phải phiền toái nên đã giam lỏng đoàn sứ giả nam chiếu trong dịch quán qua hôm nay đến bình minh thì đoàn sứ giả nam chiếu sẽ lên đường rời đi tiết độ sứ ra lệnh không được tạo ra bất kỳ cạm bẫy nào các binh lính đứng nghiêm như tiêu thương không ai dám lười biếng dù có quân đội hùng hậu bảo vệ trước cửa dịch quán vẫn bị dân chúng phẫn nộ ném đầy lá bẩn đổ các thùng nước rửa chén và cố tình làm đồ nhiều vật dụng khác mùi hôi thối làm các binh lính gần như khóc lên dân chúng tụ tập trước dịch quán ngày càng nhiều họ quỳ trước cửa khóc lóc lớn tiếng tiếng khóc kéo dài liên tục học sinh từ các thư viện của ích châu bày ra bàn viết gần cửa chính tranh nhau làm thơ mỉa mai nam chiếu họ viết từ cách hoàng đế bệ hạ đối đãi với sứ giả cho đến lịch sử trăm năm trước khi nam chiếu dựa vào đại đường để lập quốc dùng ngòi bút làm vũ khí tiếng bình luận bay thẳng vào đêm tối người xem cuộc vui không ngại cao ngay cả chủ quán tán hoa lâu cũng góp vui bằng cách mang vài bàn tiệc và hai gánh rượu đến thái thú đích thân đến cùng các quan viên trong châu phủ khuyên bảo nhưng không ai chịu rời đi thủ tướng giá trị sợ hãi lo rằng nếu đoàn nho sinh này say rượu và vung tay hô hào sẽ dẫn đến bạo loạn dân chúng tiết độ sứ nghe xong một lúc sau mới nói Đêm nay kéo dài thời gian cấm đi lại ban đêm thêm một canh giờ. Cưỡng chế giải tán dân chúng chỉ làm họ phẫn nộ hơn và chuyển sự tức giận sang các quan viên của Phủ Ích Châu. Chủ tử, sứ thần rất sợ hãi, lo lắng rằng Hoàng đế Đại Đường sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của Nam Chiếu. Xích Hồ thấp giọng báo cáo tình hình của đoàn sứ giả cho Thịnh Phong Trạch. Lo lắng thiên tử Đại Đường chém sứ giả dưới lưới kiếm. Thịnh Phong Trạch cười khẩy. Nếu muốn giết thì hãy giết ta, vị thống soái của tam quân này, chứ chưa tới lượt bọn họ. Tuy nhiên, để bọn họ sợ hãi cũng tốt, xin lỗi phải có bộ dạng của kẻ xin lỗi, càng hù dọa họ, thiên tử càng vui vẻ. Điều này có phải quá yếu đuối và mất mặt không? Xích hồ cảm thấy khuất nhục. Thịnh Phong Trạch nhẹ nhàng nói. Hãy nghĩ về sông Đại Độ vì biên giới, bắt đi hơn vạn người thợ giỏi mang lại lợi ích lớn. Nếu Hoàng đế Bệ Hạ muốn đánh má trái của ta, ta sẽ đưa má phải ra nữa. Chủ tử. Xích hồ nắm chặt chuôi đao, cảm động vì thịnh phong trạch nguyện ý hy sinh vì nam chiếu, nhưng vẫn vẫn uất lầm bầm. Chủ tử vốn có thể không đến đại đường để chịu những nhục nhã này. Tiếp tục chuẩn bị, ngày mai giờ mèo ăn cơm, giờ thìn xuất phát. Ánh mắt thịnh phong trạch trở nên nhu hòa, nhưng không muốn nói thêm với xích hồ, xoay người trở về chỗ ở. Ngọn nến trên đèn đồng lay động khi cửa mở ra bởi gió. Thịnh Phong Trạch, cơ thể khẽ cứng lại, nhưng cố tỏ ra như không có chuyện gì, đóng cửa phòng. Hắn xoay người, ánh nến chiếu sáng lưỡi kiếm nhắm thẳng vào hắn. Mỗi lần gặp ngươi, đều khác trước. Thịnh Phong Trạch bình tĩnh nhìn Dương Tĩnh Uyên, trầm tĩnh nói. Dương Tĩnh Uyên cười nói, lần này ta không ngu ngốc như lần trước, Mặc Đồ Tang xông vào dịch quán, trở thành mục tiêu sống. Lần này, ta đảm bảo giết ngươi mà không bị ai phát hiện nụ cười của hắn làm căn phòng tối tăm trở nên sáng rực. Thịnh Phong Trạch nhìn nụ cười trên mặt Dương Tĩnh Uyên, trái tim hắn đập mạnh và loạn nhịp. Hắn hạ mắt, nhẹ nhàng nói. Ngày mai bản Vương Bình An rời khỏi thành Ích Châu, sẽ nói cho người biết tung tích của quý anh anh. Người sao không trở về Dương ra đợi. Bản Vương còn phải dâng quốc thư lên thiên tử đại đường, không thể chết được. Tâm trạng Dương Tĩnh Uyên rung lên, thấy Thịnh Phong Trạch đã vượt qua mũi kiếm, ngồi trên giường, rót cho mình một chén rượu. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Nếu không, hắn sẽ không để ngươi đến được thành trường an. Dương tĩnh uyên quay đầu rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Rượu là loại kiếm nam thượng đẳng, vị cay nồng làm thịnh phong trạch ho khan không ngừng, đôi mắt đen ánh lên chút nước mắt. Nhưng hắn chỉ muốn say để khi tỉnh lại, đã rời khỏi thành ích châu. Nhìn thấy Dương Tĩnh Nguyên đi ra, dầu vừng chờ trong ngõ hẻm thở phào nhẹ nhõm hắn thăm dò hỏi. Tam lang quân, có phải chúng ta đi rồi không? Đại lang quân nhỏ quấn quýt lấy tam lang quân lên xe ngựa. Tưởng rằng có thể thuận lợi đón người, lại bị đoàn sứ giả nam chiếu phá dối. Dương tĩnh uyên bảo Dương rừng ngọc về phủ trước, mang theo dầu vừng và xe ngựa đợi trong ngõ hẻm gần dịch quán, ngồi trên xe chờ đến tối. Dương rừng ngọc không còn cách nào khác, chỉ có thể về phủ trước để báo tin. Dầu vừng không biết Dương tĩnh uyên đang nghĩ gì cũng không biết hắn có trở về dương gia hay không, lo sợ bị bỏ rơi. Đi thôi. Hai chữ ấy như âm thanh tự nhiên, dầu vừng không tự tin hỏi lại. Có phải trở về dương gia ngõ hẻm? Dương tĩnh uyên nhớ lại lời của thịnh phong trạch, tức giận nói. Cửa thành đã đóng, không về nhà thì đi đâu? Dầu vừng lớn tiếng đáp lại, lái xe đi. Dù sao, thịnh phong trạch không nói rằng nàng đã chết. Hy vọng rằng ngày mai khi đoàn sứ giả rời thành Ích Châu, Thịnh Phong Trạch sẽ giữ lời đưa nàng trở lại. Trước cửa nhà họ Dương treo đèn lồng đỏ lớn, cửa chính mở rộng. Dương Tĩnh Uyên từ trên xe xuống vào phủ, trên đường gặp người hầu và nha hoàn đều cúi đầu chào. Đại lão gia họ Dương thường sai tam quản gia đến cửa chính đón hắn. Trong phủ các lang quân, tiểu lang quân và tiểu nương tử đều bình an. Phu nhân cùng các lang quân đều mong chờ ngài về nhà. Minh Nguyệt cư đã được quét dọn kỹ lưỡng, phu nhân thỉnh thoảng đến ngồi một chút. Tam quản gia cẩn thận quan sát sắc mặt Dương Tĩnh Uyên, hỏi thăm ý định của hắn. Tam lang quân muốn về Minh Nguyệt cư trước hay đi Bạch Lộ đường? Đường trước mặt phân ra thành ngã ba, Tam quản gia cầm đèn lồng trong tay căng thẳng đến mức mồ hôi tay ướt đẫm. Hai hàng cây tang cao lớn trồng dọc hai bên đường dẫn đến Bạch Lộ đường. Ánh sáng từ cột đèn thạch chiếu sáng con đường. Dương Tĩnh Uyên nhớ lại khi còn bé, đại phu nhân dẫn tay mình đi từ hồ nhạc phong huyền trở lại. Ánh sáng kéo dài bóng dáng của nàng, hắn bướng bỉnh núp sau cột đèn. Đại phu nhân giả vờ không thấy hắn, cố ý chơi trốn tìm. Hắn chần trừ, rồi bước lên con đường đá xanh dẫn đến bạch lộ đường. Tam quản gia sững sờ, kích động đến run rẩy bước theo, khom người chiếu sáng đường dưới chân hắn. Ngoài bạch lộ đường có hai hàng bà vú già cung kính khom lưng chào. Tam lang quân đã trở lại. Như bình thường trước đây, Dương Tĩnh Uyên gật đầu không cảm xúc, bước vào đại sành. Đi qua 12 bức bình phong bằng gấm thiêu hoa mẫu đơn, phòng khách rộng rãi đèn đuốc sáng trưng. Dương Thạch Thị mặc cầm y đỏ mận thiêu hoa hải đường ngồi giữa chủ vị. Đại lang quân Dương Tĩnh Sơn, nhị lang quân Dương Tĩnh Nham và các thê tử đều tụ tập dưới một mái nhà. Tam lang đã trở lại rồi sao? Dương Tĩnh Sơn kích động đứng lên. Đại ca! Dương Tĩnh Uyên cầm lấy cánh tay của hắn, thấy hắn đứng vững, lộ ra nụ cười. Mẫu thân ngày đêm mong ngóng, chờ ngươi trở lại, đi chào mẫu thân đi. Dương Tĩnh Sơn vỗ vỗ tay hắn, rồi lui lại. Biết rằng hắn chọn đến bạch lộ đường trước, Dương Thạch Thị Dương dưng nước mắt, xoay mặt qua bên cạnh, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Về nhà là tốt rồi, bảo phòng bếp mang thức ăn lên về nhà mà không có nụ cười, ta còn nên đi đi. Nghe thấy câu này, Dương Thạch Thị nhanh chóng ngẩng đầu. Tam lang. Dương Tĩnh Uyên đã quỳ gối trước mặt nàng, dơ lên nụ cười tinh nghịch, như khi còn bé trêu chọc nàng. Dương Thạch Thị ngẩn ngơ rồi vỗ hắn, khóc lên. Tiểu tử không có lương tâm, người hận ta sao? Khi ta không nuôi dưỡng người sao? Dương Tĩnh Uyên kêu đau, gọi đại ca, nhị ca và các tàu tử cứu mạng nhưng không trốn cũng không tránh. Dương Thạch Thị đánh vài cái, dùng khăn che mặt khóc lớn. Tam lang, ta nghĩ ngươi không còn nhận ta là mẹ nữa. Ta sai rồi, ngươi vừa đi ta đã hối hận đến tan nát trái tim. Dương Tĩnh Nguyên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, liễu di nương sinh hắn, nhưng người nuôi lớn hắn chính là Thạch Thị. Nàng coi con ruột quản gia nghiệp quan trọng, nhưng cũng cưng chiều hắn 18 năm. Chỉ trong một năm, tóc nàng đã bạc trắng không còn sợi đen hắn từng oán trách nhưng cũng luyến tiếc sự ấm áp nàng dành cho hắn mẫu thân ta đã nói tam lang sẽ đến trước bạch lộ đường dập đầu thỉnh an ngài lần này ngài tin chưa giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên khiến đầu dương tĩnh uyên ù đi hắn máy móc ngẩng đầu toàn thân máu dồn lên mặt trong đầu trống rỗng quý anh anh mặc áo hồng phấn váy dài eo cao màu trắng từ sau tấm bình phong bước ra. Nàng búi tóc loa mà hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần, lộ ra chiếc cổ mảnh mai duyên dáng và chán trơn bóng. Khuôn mặt nàng sáng rực như chân châu, đẹp đến động lòng người. Tam lang, quý anh anh đứng trước mặt hắn, cười và gọi hắn một tiếng. Trong mộng, hắn không biết đã nghe nàng gọi bao nhiêu lần. Dương tĩnh uyên chăm chú nhìn nàng, hắn ngốc nghếch đưa tay chạm vào mặt nàng, rồi nhanh chóng rụt lại trong phòng không biết ai nhìn không được cười ra tiếng rồi có tiếng chế nhạo ôi đây là tam lang thông minh nhất của chúng ta sao nhìn xem tam lang bị hù dọa để muội cẩn thận hắn có thể sẽ tính sổ với ngài Trà tiền cược trà tiền cược ta theo tam thẩm đánh cuộc thắng tam thúc đã đến bạch lộ đường trước dương thạch thị bật cười lau nước mắt rồi đẩy dương tĩnh uyên một cái tiểu tử ngốc dương tĩnh uyên bị đầy lảo đảo hai bước đâm vào người quý anh anh. Hắn vô ý thức đưa tay nắm eo nàng, thấy nàng đỏ mặt đẩy hắn ra, khẽ nói. Đi ăn cơm trước đi, cả nhà đang đợi ngươi. Dương Tĩnh Sơn cười ha ha, kêu gọi mọi người ngồi vào chỗ. Thấy Dương Tĩnh Uyên không chớp mắt nhìn mình, quý anh anh nhanh chóng nhéo một cái vào mờ u bàn tay hắn, rồi quay người đỡ Dương Thạch Thị vào chỗ ngồi. Hí! Dương Tĩnh Uyên hít một hơi lạnh, cuối cùng có cảm giác chân thật ánh sáng rực rỡ, tiếng hoan hô cười nói vang lên trong màn đêm. Dương Tĩnh Uyên cùng các ca ca và chất tử ngồi cùng bàn, liên tục ngẩn ngơ nhìn quý anh anh hầu hạ Dương Thạch Thị không chớp mắt. Tam lang, chúng ta cả nhà đoàn tụ, cùng uống chén này. Dương Tĩnh Uyên đè tay đại ca xuống, kiên quyết lắc đầu. Ta không uống, không được, chén rượu này nhất định phải uống. Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Nham tinh nghịch quấn quyết lấy hắn, cô ý chắn tầm mắt hắn cuối cùng dương tĩnh uyên cướp lấy chén rượu của hai người uống một hơi cạn sạch rồi từ chỗ ngồi nhảy lên bước nhanh ra ngoài vội nói mẫu thân ngày mai con lại đến thỉnh an kéo quý anh anh nhanh chóng ra ngoài đại thiếu phu nhân và nhị thiếu nãi nãi cười ha ha mẫu thân để đệ muội về đi không để hắn hỏi gió tam lang sẽ nghẹn mà chết nhìn bóng lưng hai người rời đi dương thạch thị Dương dưng nước mắt lẩm bẩm hắn đã gọi ta là mẫu thân rồi sao gió thu quá lạnh chưa thổi tan vẻ thẹn thùng trên mặt quý anh anh nàng cúi đầu bước nhanh theo dương tĩnh uyên ra khỏi bạch lộ đường thấy hắn dừng lại quý anh anh nhớ tới lúc vào thành bị dân chúng xông vào xe kiệu thịnh phong trạch nói rằng giống như gặp dương tĩnh uyên sợ hắn hiểu lầm quý anh anh ấp úng giải thích ta ở nam chiếu giả chết Bạch Vương chỉ có thể mượn đi Trường An biểu thị xin lỗi, tránh tay mắt đỗ ngạn, âm thầm đưa ta trở về. Thân thể tiến vào lòng hắn, Dương Tĩnh nguyên ôm chặt nàng. Thịnh Phong Trạch nói chờ hắn rời Ích Châu, sẽ nói cho ta biết tung tích của ngươi. Ta thực sự sợ hắn lừa dối ta, không tìm thấy ngươi, giết hắn cũng vội. Giọng nói của hắn nghẹn ngào. Hắn sẽ không hiểu lầm nàng nữa, cũng sẽ không ghen tuông với Thịnh Phong Trạch nữa hắn chỉ muốn nàng bình an trở lại bên cạnh hắn tam lang ta thật sự đã trở lại quý anh anh nhắm mắt lại dịu dàng tựa vào ngực hắn thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực cuối cùng chỉ nói được một câu như vậy nàng đã trở lại sẽ không còn chia lìa với hắn nữa phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn